Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có mua một cái đồng hồ ở trên mạng, cũng mới vừa cài đặt xong. Chúng ta mua đồng hồ này là do mình tập thể dục á, thì chúng ta sẽ đo được cái quãng đường đi này, nhịp tim này, rồi là huyết áp. Mới mua thôi, thì mới cài đặt xong, thì không biết nó sử dụng pin nó bao lâu ha. Chúng ta có thể là gọi điện thoại, nghe điện thoại được, nhưng mà tôi không có để cái chức năng đó, không có báo tin nhắn gì hết để cho nó đỡ tiết kiệm pin. Mình chủ yếu là mang cái đồng hồ này biết nhờ, rồi chủ yếu là nó đo cái nhịp tim của chúng ta và huyết áp cao và huyết áp thấp. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó đo như thế nào ha. Review cho các bạn xem đây. Đây là cái hộp mà mình mua, và mua cái này thì giá rẻ thôi, trên mạng rẻ, mình mua rẻ, mình xài coi thử như thế nào nè. Đây hình dạng bên ngoài nó. Đây là cái hiệu nó. Ở đây khi mua thì người ta sẽ có một cái hướng dẫn là cài đặt. Đây là có hướng dẫn cài đặt luôn, mình sẽ làm theo cái hướng dẫn này. Còn khi cài đặt xong thì chúng ta xem nè, chúng ta sử dụng nó nè. Đây ví dụ như chúng ta đang xem giờ, em xem giờ, chúng ta đụng vào ở ngay cái nút này, ở đây có một cái cảm biến, chúng ta chỉ có đụng vào thôi, cảm biến ha. Đây đụng vào 22:23 ngày 13 tháng 6 ngày chủ nhật, ví dụ vậy đó. Và chúng ta đụng thêm cái nữa thì nó sẽ hiển thị cái bước đi, tại vì tôi mới cài đặt thôi. Bước đi rồi. Đây là quãng đường, đây là tiêu hao năng lượng. Rồi đây là nhịp tim. Nhịp tim thì chúng ta sẽ đợi một tí xíu nữa nó sẽ đo ha. Nó sẽ đo coi. Nhịp tim hiện tại là đang ngồi đây để rồi, như vậy là chúng ta thấy này, nó đo là 77-80. Nói nhiều lên nè. Nói nhiều lên. Khoảng 75 ha. Đây là nhịp tim. Nhịp tim hiện tại nè. 70-75. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần này là đo huyết áp. Cái này rất là hay nè. Chúng ta chạy thể dục gì đó mà chúng ta kiểm tra cái huyết áp này rất là hay. Vậy thì chúng ta sử dụng đồng hồ này khá hay. Đây 122 tức là 100, áp này áp cao, còn ở trên này là áp cao, còn dưới này là áp thấp. Vậy thì áp cao gọi là tâm thi ha, còn cái áp thấp là gọi là tâm tương. Tâm thi, tâm tương đó. Rồi huyết áp mà nằm ở ngưỡng này là rất là tốt nha các bạn, khoảng từ 120 trên cho là 80 là ok ha. Đây 112/88 ở đang đo đó, 88 là hơi cao đó, vì huyết áp tâm tương hơi cao ha. Chúng ta đo lại thêm lần nữa, 111/83, ok. Rồi coi thử còn cái gì nữa không. Đặt xong cho nên là cũng chưa có hiểu hết chức năng của nó. Các bạn mua về để mò nhiều thì nó có nhiều chức năng trong đây. Rồi chủ yếu cái đồng hồ này là mình đo cái nhịp tim và đo huyết áp cao và đo huyết áp thấp thôi. Chúng ta thử ấp coi có ấp không nha. Nó ấp được này các bạn, ấp được này. Thì chúng ta bật lên như thế nào. Bật lên như thế này. Rồi còn một cái nữa mà để chúng ta sạc pin thì các bạn cởi đồng hồ này ra, gỡ ra, sau đó sạc pin. Sạc pin thì nó nằm ở phía trên. Thường thường các bạn bỏ cái pin đồng hồ thì chúng ta sẽ bỏ mà cái đầu mà có cái gài này nằm bên phía bên trên ha, theo cái chiều thuận nằm bên trên. Thì chúng ta rút mạnh ra, không biết có phải không, rút cái này thì không phải có cách rút gì khác không, nhưng tôi thấy rút vậy nhiều là nó sẽ lỏng, cái này mình đeo rất sao không hiểu luôn. Rồi chúng ta có cái cục sạc như thế này nè, đầu sạc này chúng ta cắm trực tiếp vào đây thôi, cắm trực tiếp vào đây là nó sạc đó, đang sạc này các bạn. Đang sạc này. Đây đang sạc. Mình sạc đầy lên không biết là xài được bao nhiêu ngày. Nếu mà ngày nào cũng sạc như thế này thì vất vả lắm. Nếu mà ngày nào cũng sạc thì coi như là xài vậy là không có hay lắm. Mình không có gọi, không nghe gì hết thì sạc mà ngày nào cũng sạc là pin quá dở. Rồi nếu như mà chúng ta có gọi, có nghe, rồi đọc tin nhắn ở trên này có hết nha các bạn. Trên này có hết này, đầy đủ luôn ha. Đây là mức lượng pin này, đây là nhiều chức năng lắm. Đồng hồ này thì có rất là nhiều màu. Đây gọi điện thoại được luôn ha. Rồi tôi biết cái này giới thiệu cho các bạn để tìm hiểu và sử dụng thôi, tôi thấy hay chia sẻ cho các bạn thôi. Rồi chúc các bạn luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Mùa dịch này thì chúng ta cố gắng không có làm gì thì tập thể dục thể thao thôi, còn dịch thì cũng phải ăn.
cũng phải uống, cho nên cũng phải làm việc trong cái điều kiện an toàn có thể ha, trừ trường hợp mà chúng ta bị đi cách ly là thôi, còn nếu mà không cách ly gì đó thì chúng ta cũng phải lao động thôi, lao động trong cái một cái mức an toàn nào đó cho phép, được phép, đừng ảnh hưởng tới cộng đồng ha, bản thân mình và cộng đồng. Rồi ok, 22:29, cũng màu mè lắm bộ ha, thử xài coi sao. Rồi tôi xài khoảng tuần hay là 10 ngày gì đó tôi sẽ review lại cho các bạn để kiểm tra cái chất lượng nó và chất lượng pin, cái độ chính xác của nó. Tôi máy đo huyết áp thì tôi cũng có luôn, thì thử đo cái huyết áp này, cái máy này với cái đồng hồ này xem cái nào nó chính xác, so sánh xem nha. Thì cái máy này thì nó nhiều tiền cho nên là chúng ta dựa vào máy này với cái đồng hồ này xem thử cái hai cái thông số này nó có tương thích nhau không. Rồi Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn clip sau.